Xin chào quý vị và các bạn. Bản tin này, Tiền Nóng TV xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết đăng clip hộ trách kênh YouTube của Virus tăng đột biến trái ngược với con số ảm đạm từ kênh của KACM. Trong khi kênh YouTube của Virus tăng đột biến thì fan hâm mộ đang dần dần rủ nhau unsub kênh KACM. Theo thông tin chúng tôi cập nhật, chỉ sau 4 tiếng, đoạn clip bản demo đom đóm của Trách đã ngay lập tức xoán ngôi của Hoa Phô Sắc và lên top 1 thịnh hành trên YouTube. Mặc dù chỉ là 4 câu hát đơn giản, thế nhưng Jack đã chia sẻ đó là tâm tư cũng như nỗi niềm mà anh cũng muốn gửi tới các fan hâm mộ của mình. Thế nên cũng dễ hiểu khi mà nó đã giúp cho Jack trở thành nghệ sĩ top 1 trending nhanh nhất trong lịch sử, vượt cả kỷ lục cũ của Sơn Tùng MTV. Bản demo đom đóm lên top 1 trending chỉ sau 4 tiếng ra mắt và với 4 câu hát. Những điều khiến cho fan hâm mộ chú ý là bài hát, hay nói chính xác hơn là đoạn demo lại được đăng trên kênh YouTube của Virus. Điều này cũng gián tiếp làm chỉ số trên kênh của chàng Chamber tăng một cách đột biến. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 12, lượng sub từ kênh YouTube của Virus chỉ là 2,73 triệu, thì con số này đã tăng lên 2,88 triệu, tức là hơn 150.000 lượt người theo dõi chỉ trong một ngày. Và tới thời điểm hiện tại, con số đã lên tới 2,96 triệu sub, một mức tăng kinh khủng và chỉ có thể lý giải nhờ vào hiệu ứng của Đom Đóm cũng như việc Virus công khai giúp đỡ chat. Trái ngược với kênh của Virus tăng trưởng liên tục thì những ngày gần đây, thống kê trên kênh YouTube của KICM lại chứng kiến những cột mốc ảm đạm. Ngày 24 tháng 12, kênh KICM vẫn còn 4,78 triệu lượt theo dõi, nhưng tính tới nay, con số ấy chỉ là 4,45 triệu, tức là chỉ trong ngắn ngủi chưa đầy một tuần đã có hơn 300.000 người nhấn hủy theo dõi kênh của KICM. Và lý do thì có lẽ chẳng cần nói, quý vị và các bạn cũng biết rằng khi dường như phần đông cộng đồng đều đang đứng về phía Trách trong vụ lùm xùm lần này. Bản demo đom đóm lên top 1 trending chỉ sau 4 tiếng ra mắt, đây cũng như là một lời khẳng định mạnh mẽ từ phía Trách, khi trước đó đã có nhiều ý kiến cho rằng anh chàng sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu như không có KICM. Tuy nhiên, với hiện tượng hit của Đom Đóm, chắc chắn nhiều người sẽ phải thay đổi suy nghĩ, và Tiền Nóng TV xin kính chúc cho Trách mạnh khỏe bình an để sớm đến với fan hâm mộ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký, nhấn chuông để nhận được những tin tức nóng tiếp theo.